cô, trả chồng lại cho tôi đi cô. Con tôi một bầy gieo nhóc, cô trả chồng tôi lại đi cô. Hay không? Đấm luôn má ơi. Đó, trời ơi, má diễn sức mà. Hay không? Má chỉ cần mềm mềm lại xíu nữa là trời ơi. À, có nghĩa là lúc này gì bằng luôn. Lúc này má thấy má dữ quá hả? Má mềm lại phải không? Đúng rồi, chút xíu rồi. Cô cô cũng trả chồng lại cho tôi đi cô. Cô sao mà mày nhiều nhóm cô à? Đúng rồi, đúng cái tâm trạng này luôn. Hay quá là hay rồi trời ơi. Đó, con xem đó. Má diễn xuất như vậy đó mà nở lòng nào hả? Trời đất ơi, cho má đi đóng quần chúng không à, đi từ sáng cho tới tối ra ngồi đi đi cho có người mà quay phớt qua một chút két không có, không có thấy mặt luôn. Má diễn hay như vậy là đáng ra là má phải được cái vai gì nè, quần chúng chính. Cỡ má là phải được cái vai quần chúng chính chứ không có cỡ quần chúng vậy không được. Đúng. Quần chúng chính có nghĩa là mình còn ngồi ở trước, còn nói được một vài câu đúng không, hoặc là cản ngăn hay gì đó. Đằng này cho má ngồi tuốt lên xong á, má đẹp mà, má diễn hay luôn, má diễn giỏi mà đúng không. Trời đất ơi, vậy mà nói lần nào. Ủa ai vậy? Alo, xin lỗi, ai à? Hello ai đầu dây vậy, muốn tìm ai? Đúng. Đây là hẻm nhỏ tình người, nhưng mà chú là ai mà chú nói no, nghe. No. Không phải chú mà là gơ. Gơ. Tôi là nữ, không phải là chú. Nữ là gơ đó hả? Yes. Dạ cô muốn tìm hẻm nhỏ tình người để làm gì? Tôi muốn tìm bà chủ của nơi này. Tôi nè. Oh, xin chào. Hello. Hello. Tôi xin giới thiệu, tôi là một diễn viên ở Hollywood. Ủa, Hollywood là quận nào? Nằm ở đâu? Oh my god! Không đọc báo không am hiểu rồi. Hollywood là thủ đô nước Ý. Hollywood là thủ đô nước Ý hả? Trời ơi, nó cái gì nghe không rõ vậy trơn. Nó nói tóm lại cô là diễn viên Hollywood. À, diễn viên Hollywood hả? Yes. Ở nước Ý hả? Yes. Cô gọi tôi đi đóng phim hả cô? No. Sắp tới tôi sẽ tham gia một bộ phim hợp tác với Việt Nam. Wow. Tôi sẽ định cư ở Việt Nam một thời gian rất dài. Dạ. Vì thế tôi muốn thuê hẻm nhỏ tình. Để mà tới đây mà quay phim đó hả? No. Chỉ để ngã lưng sau những giờ làm việc mệt nhọc, tôi muốn về hẻm nhỏ tình người để an giấc ngàn thu. Ủa, cô chuẩn bị về an giấc hả? No. Ủa, vậy chứ sao? An giấc ngàn thu là sao? Tôi muốn an giấc ngày mai thức dậy đi quay tiếp, có được không ạ? Được, trời ơi. Tôi mê dữ lắm mà nghe nói Hollywood là mê dữ lắm. Chừng nào có qua? Chiều mai tôi sẽ đáp máy bay xuống Việt Nam, tôi sẽ trực tiếp đến gặp bà. Nhưng vì sự an toàn của tôi không thích ai làm phiền tôi, nên tôi muốn rằng khu nhà trọ tôi thuê phải chỉ mình tôi thôi. Ok, bye bye, see you again. Ok. Trời ơi, gì vậy má? Con ơi, con giả vô cái, có phải má nằm mơ không? Không có, bình thường mà. Má bình thường phải không? Vô con. Vô phòng. Vô làm gì? Vô phòng cuốn đồ đi giùm má đi con. Con đang gọi giờ á, Hollywood sắp tới đây rồi. Con vô con. Thông cảm cho má hen. Bây giờ mà ở đây người ta không có cho người lạ ở. Ủa là con có đi hả má? Đi. Vô đi giùm má nghe, nhớ cuốn đồ đi lẹ nha. Sao má? Cái gì? Điện nhà sao? Điện nhà má bù lỗ sao? Nè. Hai thằng kia,
Con giờ này còn ngủ hả? Làm biến nhớ thay ra đây, ra đây, ra đây. Nhanh, 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 nhanh. Ra đây gì mà kêu người ta ôm sừng. Kiếm có gì vậy má? Ai đó ai làm gì trả trả không có cái quần áo xóc sạch à? Hả? Cái kiểu bây giờ là nó bận cho nó thoáng mát trong nhà đó má. Ta đang ra đây. Kỳ quá. Ta hỏi tụi bay nè. Tiền nhà tháng này đóng đủ hết chưa? Chưa đúng không? Chưa. Có tháng nào đủ đâu mà chưa. Vậy đó. Thấy tụi con vậy á, má cũng thương dữ lắm. Tháng này má cho luôn đó con. Thôi má ơi, con không có lái máy bay được. Lái cái đầu mày. Mày nghĩ sao vậy hả? Cái thằng quỷ. Tao cho tụi bay đó. Nhưng mà vô cuốn đồ đi ra khỏi phòng tao. Ủa mà tự nhiên sao tự nhiên đuổi tụi con vậy má? Sao đuổi vậy má? Tụi con ở thân thiện vui vẻ lắm mà. Không có thân thiện vui vẻ gì hết mày. Bây giờ tao muốn đuổi là tao đuổi. Tao vui tao cho ở, mà tao buồn là tao đuổi. Nó kỳ quá, tụi con không làm phiền gì tới ai hết trơn. Có hai tụi con lâu lâu la hơi rầm 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 ở trong kia xíu rồi đó. Mà làm gì nó đuổi tụi con cũng ngủ quá. Bây giờ tao muốn đuổi rồi được không? Đuổi. Tại vì tao trời, tao chuẩn bị có nghĩa là đón tiếp một ngôi sao Hollywood về đây. Hollywood hả má? Chứ sao? Hollywood là ở nước Ý ngoại. Hả? Trời ơi, má ơi, má bị mất căn bản dữ vậy. Sao vậy? Cái gì mất căn bản? Hollywood mà nước Ý cái gì? Hollywood là quán chè của Nguyễn Thái Học nè. Cái ngõ mày qua một quán chè gì đây? Sao diễn viên thế giới mà ở đó quán chè gì? Hollywood đó. Ủa chứ qua đây làm gì má? Qua đây đóng phim chứ làm gì? Trời ơi, đúng phim hết trời. Truyền hình gì mà nó mướn cái này vậy? Trời, không lẽ mình sống được? Tụi con có dai không má? Có dai gì? Đi cúng gói đi ra khỏi phòng tao cho dai giờ dai gì? Là đuổi con má. Cháu sao? Trời, má đuổi con được. Mày ở đâu mà má? Nghĩ sao vậy hả? Tụi bay nghĩ sao vậy? Tụi bay nghĩ sao mà người ta là một ngôi sao thế giới nè, ta về đây ta sống chung với tụi bay hả? Thôi má ơi, tụi con không đi đâu. Không có nói nhiều. Nhìn hai cái mặt của tụi bay là tao thấy ghét rồi à. Đi ra khỏi phòng tao tức lắm. Má ngộ quá rồi, giờ tụi con thân gái dầm trường biết đi đâu. Trời đất ơi, trải xuống đàng hoàng coi. Trời ơi, kêu trải thảm đỏ mà tụi bay làm gì múa lụa vậy hả? Nghe là má trải đó. Má vừa vừa phải chứ người ta đâu phải là con gì đâu mà đàn tao quá. Má đòi tụi con chạy nè, con chạy từ sân bay dài dọc về tới đây luôn đó. Ủa thì đây tối qua tới giờ luôn. Thôi nói đi. Bây giờ muốn ở lại đây hay muốn đi? Muốn ở lại đây đứng đàng hoàng coi. Tụi bay bảo vệ mà đứng vậy hả? Bảo vệ. Dọc lên. Dọc bẻ con sao? Trời ơi. Ủa ai đây sao giống tụi bay quá vậy? Trời. Welcome. Nhạc. Nhạc đúng không? Tan 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 tan. Okay, finish. Thank you everybody. Okay. Hey. Hey you. Hey you. You okay? Thank you. To you. Okay, out. Out. Kêu hai cậu ra ngoài trước chỗ cái ao trước tắm kìa. No, madam. Tôi muốn kêu hai cậu này là đi đi. Xong rồi, đi. Ừ, thì nói gì đi, cho dễ hiểu. Ao. Ồ, vậy là ao là đi hả? Ờ, ao. À, tôi tưởng tắm ao. Xin lỗi. Ông tôi là diễn viên Hollywood. Oh my God. Gửi cho Madam rồi. Tôi nói vì sự an toàn của diễn viên Hollywood. Tại sao bây giờ ở đây có Chuboy? Tôi là girl, nguy hiểm cho girl. Oh my god. God. Cái gì? Boy. You là boy. Đúng. You là girl. Ok. Oh, BD. Việt Nam có BD. Thằng này tên Thanh, con này tên La. Chứ không phải là God, girl gì hết chứ. Sự an toàn của tôi không thích là boy lạ hay là trai gái gì, tôi không biết ở đây. Nếu ở đây tôi sẽ đi. Không, hai đứa thân thiện. Tụi bay thân thiện chút coi. Có muốn ăn cơm không vậy? Nghĩ sao chửi BD mà kêu thân thiện. Tao đủ đi vậy? Tao con gái kêu BD. Thế nào? À, cái này thân lắm. Ở đây là để bảo vệ cho ngôi sao đó. Oh, thank you.
Có lẽ là tôi hiểu lầm. Dân mà ở nước của tôi, nếu muốn bảo vệ cho ngôi sao phải đứng xa, thật là xa. Khi nào ngôi sao cần mới chạy tới, không được đứng gần tôi. Ô, tôi sợ quá. Đứng xa ra chút thôi. Xa đi. Xa, xa đi. Xa đi. Bà này không phải ngôi sao Tổ quốc ba đó. Anh xin lỗi, hôm qua cô nói chuyện với tôi đúng không? Ờ, madam là chủ. Hồn A là gì? Không, ý tôi nói là đẹp sexy quá. Sexy ba dòng, rất đẹp. Đẹp quá. Tôi nhớ hình như cái sexy là không có bận gì hết mới sexy mà. Nước tôi là người đẹp, là người sexy. Xin lỗi cho tôi hỏi thăm chút. Yes. Tại sao mận một ngôi sao thế giới như thế này mà lại không ở khách sạn 5 sao mà lại là chỗ bình dân như thế này? Ok. Khi tôi đặt chân đến Việt Nam, có quá nhiều công ty, có quá nhiều khách sạn đặt tôi, mời tôi, tha thiết rên rỉ muốn sự có mặt của tôi ở cái khu sang trọng ấy. Nhưng tôi nghĩ, tôi đã đến Việt Nam rồi, tôi muốn hòa mình cùng người Việt, tôi muốn sống cuộc sống của người Việt. Vì thế, nếu mình được ở một khu lao động thì còn thú vị gì bằng ở 5 sao chẳng khác ở nước ngoài. Đúng. Ý như cô muốn hòa mình với những người bình dân phải không? Yes. Trời ơi quý quá trời luôn. Yes. Em cảm ơn cô. Chị ơi chị, đó giờ chị đóng phim nào vậy? Chị nói anh nghe ơi. Nhiều quá tôi quên rồi. Tôi xong một bộ phim là không nhớ nữa. Để mình tập trung cho vai diễn kế tiếp. Phòng của tôi ở đâu nhỉ? Dạ đây, số 1. Phòng 1 là phòng VIP. Không, ở trong này không có chiếu bi. Tôi muốn nói rằng số 1 là VIP, có nghĩa là đây là một phòng sang trọng à? Không có chị ơi, phòng 1 là ở một người đó. Tụi em ở phòng 2 người nè, bên kia 3 người. Nhưng mà có sang trọng không? Bởi vì tôi không thích sang trọng. Không có, đây là ba phòng này giống nhau à. Nội thất là y chang vậy luôn á. Ok, hiểu rồi. Thế thì tôi sẽ thuê luôn 3 phòng. Và mình chị sao chị ở sao chị tham lam quá vậy? Ở một người thì ở một phòng thôi. Tôi có tiền. Money. Tôi sẵn sàng chi. Có tiền mà bị điên cũng vậy à. No, cái này tao nghe nha mày. Nói tao khùng tao quýnh à. Muốn gì muốn ba phòng được thôi. Không, hai thằng này cô yên tâm đi, để tôi xử lý nó. Yes. Bây giờ mời ngôi sao đi vô xem phòng. Ok, đợi chút xíu tôi sẽ đi mời ngôi sao vào. Ủa? Cô là ngôi sao, còn mời ngôi sao nào nữa? Oh no, madam hiểu lầm rồi. Tôi không phải là ngôi sao. Tôi là người xách vali cho ngôi sao. Ê trời ơi, xách vali vậy hả? Vậy mà từ hôm qua tới giờ tôi tưởng cô là ngôi sao không à. Vậy thì cô làm ơn cô mời ngôi sao vô giùm tôi luôn đi. Ok. Cô xách vali thôi mà, cô làm gì mà giống như Hollywood rồi dữ okay. Vậy? Ok, you bảo vệ. Mời ngôi sao vào. Ê, trời, Đi ra. Trời, đất ơi, cái chỗ này để ngôi sao tao vô, mình đem chó vô đây chi vậy? Thôi, madam. Hả? Trời ơi, khoan, để tôi xử lý thằng này đi. Madam, đem con chó ra ngoài. Madam sai rồi. Xin giới thiệu với madam. Hà chó. Chó đen là gọi là Black Dog. Là Black Dog là ngôi sao thế giới. Cái gì? Con chó này là ngôi sao thế giới rồi. Yes. Ở Hollywood này, nằm ở nước Ý rồi về đây hả? Yes. Ý trời ơi, cái này ngoài chợ trời thiếu gì luôn hả? Trời ơi, cái này mà ngôi sao đây sao? Ôi no. Ở bên Ý gửi nó qua đây đóng phim. Vì thế trong thời gian đóng phim, nó phải ở một khu như thế này để an toàn cho nó. Bây giờ thế nào? Nếu như mà bà suy nghĩ chần chừ thì tôi quyết định sẽ rút hợp đồng, không cho ngôi sao thế giới thuê khu này. Và khi không cho thì bà sẽ đền hợp đồng cho chúng tôi. Thấy chưa, mê tiền giờ chó ở. Dạ. Người ở thôi đúng không? Dạ. Người ở cho con chó này thôi đúng không? Dạ. Mày ký hợp đồng với tao nào bây giờ mà mày đòi tao phải bồi thường hợp đồng hả? Nghĩ sao có một con chó mà thuê ba cái đồng của tao vậy nè hả? Một phòng ở, một phòng ngủ, một phòng đái.
Thậm chí nó muốn đáy ở đâu cũng được, không sao. Tại vì nó thuê rồi, nó có quyền. Nhà nhỏ tôi giờ cho chó ở, mai mốt rồi đi về bển rồi ai mướn phòng của tao nữa. Nè nè, nói cho bà biết nha, bà là chủ, bà hãy thể hiện vai trò giống như một người mẹ. Bà hãy chăm chút chú chó tận tình. Nếu như không, bà sẽ bị đền hợp đồng. Cái gì? Ở đây yes. Chủ nhà trọ để chăm sóc cho con chó này yes. Còn mấy người ở đâu? À, tôi đi chơi. Khi nào nó ăn thì tôi sẽ đem đồ ăn đến cho nó. À, được không? Được không? Con kia. Dạ. Mày ôm cái cục nợ này ra khỏi nhà tao liền, khỏi phòng trọ của tao liền nha. Mày làm ơn mày nói cái tiếng Việt giùm tao đi. Mày càng lớn hồi rồi mày trách tôi với tao người Việt Nam đi ở đợ thôi à. Mày đặt Hollywood. Trời ơi, tưởng sao nghĩ sao giờ nghĩ sao tao bắt lên đi tao để chăm sóc cho con chó này. Khi bây giờ bà cứ tạm thời là bà chăm sóc cho nó tốt đi. Em một tháng bà làm việc có chăm chỉ không? Nếu bà chăm chỉ tôi sẽ ký hợp đồng tiền bạc là bao la, ok? Bao la, cái bỏ này giờ con đi ra khỏi chỗ tao không? Bà lừa gạt hả con kia? Bây giờ mới phát hiện nơi đây không phải là hẻm nhỏ tình người mà đây là hẻm nhỏ giang hồ. Chứ sao nữa? Hả? Trời ơi, nghĩ sao mà giữ con chó một tháng trời mới ký hợp đồng? Hả? Lường gạt ở đâu không lường gạt, mà đi lại chỗ tao mà lường gạt hả? Thế trời ơi. Ê ơi, La ơi, giờ dọn phòng trọ đi thôi. Đi dọn ai chở thôi, giờ cho chó ở đi. Thôi, dọn phòng trọ. Thôi, không có nói gì hết. Hai đứa. Rồi đi. Ra đây nói nghe. Thôi mà. Trời ơi, thương má đi. Mày tụi bay biết là tao mê phim mà. Mai mốt tao đi kiếm con ấy về ở lại. Trời ơi, lâu lâu mới có ai mà cuộc đời ai không có lầm lỗi là ở lại đi con nhé. Má khinh con, má chồng con chó, má khinh tụi con người đã sống với tình người hơn mà bây giờ con chó vô đó không chịu rồi bây giờ đòi vô thuê lại. Bây giờ muốn con ở lại cũng được, giờ trừ hết tiền tụi con thiếu đi rồi cho lái cái. Lái gì? Lái cái ông nội mày. Lái xe gom lại cái này từ đây với sân bay nè. Cái này nó chảy từ sân bay bây giờ người ta chửi kìa. Nó kỳ quá con. Lái xe gom lại. Thôi được rồi, có nghĩa tao bù lỗ cho tụi bay nè, cái giải đỏ nè, có nghĩa từ đây tới cuối tháng tao không lấy tiền. Được chưa? Giờ muốn ở hay muốn đi? Ở. Ở chứ, giờ đi đâu? Làm màu hoài à.